Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Xây dựng gia đình hạnh phúc trong xã hội hiện đại. Những thực phẩm giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt trong mùa nắng nóng sẽ đến với quý vị và các bạn trong mục Kiến thức gia đình. Ngay bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mọi người dân, mọi gia đình Việt Nam. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp tổ chức Ngày hội Gia đình Hạnh phúc. Chương trình được tổ chức với mục đích đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể cùng các tổ chức và toàn dân trong việc quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trong mỗi gia đình. Về gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc ấy, thì riêng anh là đến hôm nay là mới được tham dự, là quay về địa phương, về nhà thì tuyên truyền để con cháu đấy tiến bộ, vận động con cháu trong nhà, trong gia đình và trong làng xóm mà có ý thức gìn giữ là phong tục tập quán của địa phương mình. Gia đình bố mẹ hạnh phúc, con cháu cũng được hạnh phúc, kinh tế địa phương thì nó thay đổi. Hôm nay đến với ngày hội gia đình tôi rất là vui, và đến với trách nhiệm của cá nhân và của là một người trong gia đình, tôi luôn luôn cố gắng hướng dẫn và nhắc nhở các con cháu luôn luôn hiếu thảo với bố mẹ, ông bà, đoàn kết anh chị em trong gia đình. Rất là mong muốn là các con cháu và các gia đình, những người thế hệ đi trước luôn luôn là truyền thụ cho các thế hệ sau về phong tục tập quán, về truyền thống gia đình tốt đẹp. Ngày hội gia đình này thực sự là một ngày hội rất là quan trọng, và cũng nên nhân rộng mô hình này để ngày hội gia đình thực sự là nơi để mọi người cùng hướng đến, để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Và gia đình mà có hạnh phúc thì đất nước mới vững mạnh. Gia đình hiện nay thì theo tôi thấy là một số các bạn trẻ thì như chị cũng biết là chúng ta thấy rằng có nhiều đứa bạn trẻ người ta không có quan trọng quá cái sự gắn kết gia đình, nhưng cái số tỷ lệ đó nó ít thôi, và các bạn ấy còn quan điểm là sống thử. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là những cái lối sống như vậy thì nó sẽ dần dần nó sẽ hạn chế và không còn nữa, để chúng ta cùng nhau nhìn nhận, cùng nhau để xây dựng một cái gia đình tốt hơn và thực sự là một tế bào lành mạnh trong xã hội của chúng ta ngày nay. Theo tôi, yếu tố gia đình rất là quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là xu thế hiện nay. Cuộc sống gia đình là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cái tâm tư tình cảm của mỗi người. Nó mang lại cái niềm hạnh phúc, giá trị tinh thần và đôi khi là cả giá trị vật chất nữa. Yếu tố gia đình thì không ngoại trừ các cái yếu tố khả năng về ngoại cảnh, nhưng đối với tôi là yếu tố gia đình, một gia đình hạnh phúc là mang đến một xã hội hạnh phúc, mang đến một đất nước hạnh phúc, và cả nhân loại này ai cũng được hạnh phúc. Đó là chia sẻ của anh Cường, anh Thức, chị Oanh, chị Liên có mặt tại Ngày hội Gia đình Hạnh phúc. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp tổ chức. Theo bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác gia đình luôn được quan tâm chú trọng thực hiện, như lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, tổ chức chương trình nghệ thuật, trưng bày sách, triển lãm ảnh, tọa đàm, diễn đàn nhân ngày quốc tế hạnh phúc, ngày gia đình Việt Nam, tổ chức các diễn đàn về ngày gia đình thông qua các buổi tọa đàm, phỏng vấn, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc gìn giữ gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa gia đình. Cũng tại diễn đàn, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Khuất Văn Quý đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ và hiện đại, phòng chống bạo lực gia đình,
xóa bất bình đẳng giới để giảm thiểu bạo lực gia đình, đặc biệt là giảm thiểu bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Với chủ đề xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ và hiện đại, các đại biểu và khách mời tham gia diễn đàn cùng nhau trao đổi, giao lưu chia sẻ về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, những vấn đề trong cuộc sống, lao động, học tập liên quan đến đời sống hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng chăm sóc con cái trong giai đoạn hiện nay. Diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tạo cơ hội để các gia đình được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình văn hóa. Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, những lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tình trạng bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn. Mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng. Song những giá trị truyền thống của gia đình qua nhiều năm vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình hạnh phúc, hiện đại. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả về công tác gia đình, trong thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình vào các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương, đơn vị. Trong thời gian tới thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh. Trước hết là ban hành các văn bản triển khai thực hiện về công tác gia đình. Thứ hai là triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thứ ba là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, rồi tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, rồi ngày quốc tế và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tăng cường phối hợp với các sở ngành và tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, rồi phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình rồi cho đội ngũ cán bộ tại địa phương, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc. Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. Gia đình, điểm xuất phát và đích đến của chính sách, hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình, không có bạo lực, bất bình đẳng giới. Đó là những thông điệp nhằm nhắc nhở tất cả mọi người hãy quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững, xây dựng mối quan hệ gia đình bình đẳng giới trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. Thưa quý vị và các bạn, chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho các hoạt động của cơ thể là vô cùng quan trọng. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh quyết định không nhỏ đến sự hấp thụ dinh dưỡng nói chung hay vi chất dinh dưỡng nói riêng từ thực phẩm hàng ngày. Mục kiến thức gia đình xin đưa ra một số gợi ý sau về những thực phẩm dễ hấp thụ tốt hệ tiêu hóa cần thường xuyên đưa vào khẩu phần bữa ăn hàng ngày, nhất là vào mùa nắng nóng như hiện nay. Chuối. Chuối là một trong những loại hoa quả được nhiều người ưa chuộng. Nhờ có hàm lượng vitamin C cao, chuối có thể cung cấp khoảng 15% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Hơn nữa, trung bình một quả chuối có thể cung cấp khoảng 422mg kali, tương đương với 9% hàm lượng kali cần thiết của cơ thể mỗi ngày. Đây là loại quả giúp hệ tiêu hóa dễ tiêu, chứa nhiều chất xơ, giúp chống táo bón, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. Do vậy, nên ăn chuối chín để vừa bổ sung chất dinh dưỡng, vừa hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Táo và cam.
Hai loại trái cây này khi ăn cả vỏ đều rất tốt cho cơ thể. Vỏ táo có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng kỳ diệu đối với tim và não. Vỏ cam có các hợp chất gọi là flavon giúp giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Táo mang lại rất nhiều lợi ích dinh dưỡng cho sức khỏe con người bởi hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Một số tác dụng của loại quả này đã được chứng minh như cải thiện tiêu hóa thông qua hàm lượng chất xơ, vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, chất pectin trong táo giúp đào thải cholesterol làm ổn định huyết áp. Thịt gà. Thịt gà là nguồn đạm động vật có chất lượng cao. Ngoài đạm, thịt gà lại ít chất béo. Trong chất béo của gà thì hàm lượng omega 3 lại cao. Thịt gà chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, TP và các muối khoáng canxi, phosphor, sắt. Do đó, nó có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống ung thư và bổ dưỡng. Thịt gà cung cấp lượng lớn protein. Đây là nhóm chất chính tạo thành cấu trúc của tế bào và ảnh hưởng đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não của con người. Thiếu hụt protein dẫn đến hàng loạt các tác động nguy hiểm như suy dinh dưỡng, cơ thể tăng trưởng chậm chạp, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến chúng ta mệt mỏi trong việc lao động, học tập hàng ngày. Vì vậy, nguồn dinh dưỡng trong thịt gà hay nhiều loại thịt khác sẽ bổ sung protein cho cơ thể, tránh tình trạng bị thiếu hụt. Do đó, nên thường xuyên thêm thịt gà vào khẩu phần ăn hàng ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.